Hi, xin chào tất cả anh em. Trước khi vào video ngày hôm nay thì Irene xin phép giới thiệu nhà tài trợ của video này, đó chính là Pit Network. Pit Network là một dự án Oracle chạy trên Solana, cung cấp dữ liệu liên tục về thị trường tiền điện tử cũng như là thị trường tài chính ở trong thực tế. Nền tảng này thì cung cấp dữ liệu với độ trung thực cao. Dữ liệu của bên thứ nhất có nguồn gốc off-chain, được cung cấp ở tốc độ nhanh với tính năng xuất bản cross-chain và khả năng tổng hợp dữ liệu phức tạp, vừa có thể thu thập được sự phong phú của dữ liệu, vừa có thể thể hiện được sự thuyết phục của dữ liệu này. Dữ liệu giá này thì có thể được sử dụng bởi các ứng dụng trực tuyến cũng như là các ứng dụng ngoài chuỗi. Giá của mạng thì cũng sẽ có sẵn ở trên Ethereum, Binance Smart Chain cũng như là Optimism thông qua cầu nối Wormhole. Một lần nữa thì Irene xin cảm ơn nhà tài trợ của video Pit Network. Và bây giờ thì anh em hãy tiếp tục đến với video ngày hôm nay nhé. Xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Cao Số 8. Thì trong video ngày hôm nay cũng như thông thường mà thôi, thì mình cũng sẽ ngồi để mà tâm sự với anh em về những cái diễn biến đang xảy ra trên thị trường của chúng ta trong vòng tuần qua ra sao ha anh em. Rồi mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy tiến ngay vào cái nội dung của video ngày hôm nay thôi. Thì anh em thấy trên màn hình của mình đó, thì hiện tại là Bitcoin cũng đã có một cái sự hồi phục cũng khá là đáng nể, theo mình là khá là đáng nể, khi mà chúng ta đã có 2 tuần chính xác nhất là 2 tuần chúng ta đã bị kẹt lại ở cái phạm vi gọi là 16.000, mà chúng ta không break qua nổi vùng 17.000. Và chỉ trong hôm qua mà thôi thì chúng ta đã break ra khỏi được cái vùng 17.000 rồi. Nhưng mà cái điều này dường như là nó vẫn đang đúng đối với những cái mà chia sẻ của mình đối với anh em trong tuần trước. Và nó đúng ra sao thì anh em hãy cùng xem tiếp nhé. Rồi, và cái việc á, mà nó đúng ra sao thì nó lại phụ thuộc vào một số cái tin tức vĩ mô một tí. Tức là sao? Tức là anh em thấy vào ngày hôm qua khi mà chúng ta đã có những cái dữ liệu rất là quan trọng của bên phía chính phủ Mỹ, cũng giống như là bài phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powell vào lúc khoảng là 1:30 sáng đó. Thì trước cái bài phát biểu đó thì mình cũng xin chia sẻ đối với anh em á là chúng ta đã có những cái chỉ số sau. Thứ nhất là cái chỉ số mà ADP Payroll, tức là đó là một cái chỉ số để cho chúng ta biết được rằng á là cái mức độ tăng trưởng việc làm của nước Mỹ so với của những người dân trong nước Mỹ so với tháng trước là ra sao. Thì thực tế đó là cái chỉ số ADP này á, nếu mà so với cái chỉ số non-farm payroll, không tính luôn cái mảng nông nghiệp á, thì non-farm có vẻ là nó quan trọng hơn cái chỉ số ADP này. Nhưng mà cái ADP payroll này đó, nó dường như là nó là một cái nền tảng cơ sở để mà chúng ta có thể đánh giá được một cách chính xác nhất về cái dự báo non-farm trong tháng này luôn, cũng sẽ được công bố vào thứ sáu anh em, tức là ngày mai đó. Thì đối với riêng cái chỉ số ADP payroll này á, thì cái chỉ số mà ngày hôm qua đã được công bố thì nó là 127.000. Nó thấp hơn rất là nhiều so với cái ước tính của Fed là 200.000. Điều này nó chứng tỏ rằng là ra sao, rằng là cái việc mà tỷ lệ người dân thất nghiệp đang khá là trầm trọng. Và một phần nữa đó thì nó cũng có một cái chỉ số khác, đó chính là về cái việc mà cái ADP job opening, tức là cái việc làm mở ra cho thị trường đó, thì nó rơi vào tầm khoảng là 10,3 triệu. Thì nó cao hơn một tí so với cái ước tính của Fed là 10,25 triệu, nhưng mà nó lại thấp hơn anh em, nó lại thấp hơn so với tháng trước là 10,6 triệu cơ. Cái việc này nó càng chứng minh ra được rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp ở nước Mỹ bây giờ nó đã rất là trầm trọng rồi. Và cái việc làm mở ra cho người lao động đó thì nó lại giảm sút so với tháng trước. Điều đó chứng tỏ là có vẻ là cái đòn nâng lãi suất của Fed đã ngấm vào từng cái công ty doanh nghiệp ở Mỹ, mà khiến họ cắt giảm nhân sự và họ không có muốn mở ra những cái vị trí mới dành cho người lao động nữa. Đó, thì cái điều đó đã chứng minh một phần rằng là cái quyết định tăng lãi suất của Fed qua từng tháng là 0,75 hoặc là 0,5% gì đó, thì bây giờ nó đã thấm nhuần rồi và nó đã có hiệu quả rồi ha anh em. Nhưng mà chúng ta lại có một cái chỉ số thứ ba, cũng giống như là một cái chỉ số cuối cùng vào ngày hôm qua, đó chính là về cái GDP. Thì về cái GDP quý 3 thì nó lại tăng trưởng, nó là 2,9% so với cái ước tính của Fed là 2,6%. Cái điều này đó, nó một phần nó giải thích được rằng là cái nền kinh tế của Mỹ bây giờ hiện vẫn đang khỏe mạnh. Và có nhiều người đang hoài nghi rằng là nếu một nền kinh tế của Mỹ đang khỏe mạnh, vậy thì Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất một cách nó thẳng tay hay sao đó. Tại vì cái việc tăng lãi suất đó thì Fed đã từng chia sẻ những cái quan điểm rằng là nếu mà chúng tôi sẽ tăng lãi suất nhưng mà sẽ không đưa nền kinh tế của Mỹ rơi vào tình trạng gọi là suy thoái, mà chúng tôi sẽ muốn có một cái cuộc hạ cánh an toàn. Vậy thì nếu mà cái chỉ số GDP này đó nó phản ánh cái nền kinh tế Hoa Kỳ là bị suy thoái, bị giảm, thì lúc đó là có lẽ là rằng là cái việc nâng lãi suất của Fed nó đã tác động rất rất là mạnh rồi, nhưng mà bây giờ nó lại tăng.
Đó, vậy thì cái nguồn dữ liệu về vĩ mô thì nó lại hỗn loạn như vậy. Và người ta rất là mong chờ, người ta rất là mong chờ vào cái 1:30 sáng cái bài phát biểu của chủ tịch Jerome Powell. Thì anh em biết đó, trái ngược với những cái sự lo lắng của cộng đồng, thì vào lúc 1:30 sáng thì chủ tịch Fed Jerome Powell đó thì ông cũng đã phát biểu. Mà theo cảm nhận của mình nha, tại vì mình cũng theo dõi cái buổi phát biểu đó, thì theo cảm nhận của mình thì nó hoàn toàn khác với cái bài phát biểu tại sự kiện Jackson Hole, và hình như là vào tháng 8, tháng 9 của chủ tịch Jerome Powell. Nó một phần nào đó nó không có còn nhiều hole nữa anh em, mà nó bổ câu. Tức là sao? Tức là chủ tịch Fed đó, ông nói rằng là bắt đầu từ tháng 12 là ông sẽ giảm lại, có lẽ là Fed sẽ giảm lại cái tốc độ tăng lãi suất. Ở đây anh em cần hiểu rằng đó là giảm lại tốc độ tăng lãi suất chứ không phải là giảm lãi suất nha. Nhưng mà cái việc mà giảm tốc độ nâng lãi suất đó thì nó cũng là một cái gì đó nó khá là tích cực so với những cái bước đầu mà Fed đã bắt đầu mạnh tay đối với cái việc này ngay từ đầu năm 2022 ha anh em. Và tiếp theo đó nữa thì ông cũng nói rằng là có lẽ rằng là cái việc mà tỷ lệ thất nghiệp là ông cũng đã nhìn ra rõ rồi, và cái điều đó nó cùng quan điểm với Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen. Thì bà cũng đã có những cái phát biểu mà sau khi ba cái chỉ số đó được công bố là bà nói rằng là có lẽ là bây giờ đã cảm nhận thấy rõ rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp nó dần dần nó gia tăng rồi, và cái việc làm được mở ra thì bây giờ cũng đã bắt đầu là thấy là nó bắt đầu nó ảnh hưởng rồi đó. Thì cái điều đó từ những cái người lãnh đạo họ nói như vậy thì chúng ta cũng ngầm hiểu được rằng là cái việc mà tăng lãi suất từ Fed bây giờ nó đã ảnh hưởng khá là lớn đến cái tình trạng lao động của Mỹ hiện tại. Và điều đó dường như là nó đúng cái hoạch định của Fed ban đầu mà, tại vì nếu mà tỷ lệ thất nghiệp thì nó lại không có tăng mà nó lại giảm nữa thì nó đâu có đi đúng hướng đâu. Và đến lúc đó có lẽ là Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất một cách mạnh tay hơn thì sao ha. Và dường như là sau khi cái bài phát biểu của ông Jerome Powell đó thì dường như là đã có hai cái cán cân. Một là cái cán cân là về nâng 0.75% vào tháng 12, và một cái cán cân là 0.5%. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái điều là 0.5% là nó là lớn hơn rồi, cái tỷ lệ nó lớn hơn rồi. Và 0.75% thì dường như là bây giờ là đã không có còn nằm trong những cái dự tính của Fed nữa. Vậy thì anh em biết được rằng đó là sau khi mà cái bài phát biểu đó được đưa ra thì thị trường chứng khoán Mỹ lại tăng rất là mạnh anh em, tăng rất là mạnh. Và chúng ta đã có những cái cổ phiếu công nghệ dường như là tăng tới 7-8% lần. Và như cái điều mà chúng ta hãy quay lại cái quan điểm mình nói ở hồi cái đầu video đó, là tại sao mình nói với anh em á rằng là dường như là mọi cái dự tính của mình về cái thị trường lúc này thì dường như nó đúng so với cái tuần trước mình đưa ra cho anh em, mình chia sẻ cho anh em. Tức là mặc dù thị trường stock tăng rất là mạnh đúng không? Và trước đây thì BTC và thị trường crypto của chúng ta thường hay có những cái sự đồng pha đối với thị trường stock. Nhưng mà vào ngày hôm qua khi mà thị trường stock tăng rất là mạnh, nhưng mà BTC thì chỉ có thể dừng lại cái mức gọi là break qua khỏi 17.000 một tí thôi. Và hồi nãy trên cái video ban đầu thì chúng ta thấy rằng là cái giá của BTC trong 24 giờ qua thì nó chỉ dao động ở tầm khoảng từ 1-2% thôi. Một cái điều mà một cái sự biến động mà trước đây chúng ta rất là khó để chấp nhận đối với thị trường crypto. Đó, khi một thị trường lớn và giàu truyền thống như chứng khoán Mỹ lại tăng tới, có những cổ phiếu tăng tới 7-8% và nguyên cả thị trường tăng 3-4% thì không có lý do gì để mà crypto tăng 1-2% cả. Đó thì dù sao thì đó cũng là một cái tin tức vĩ mô tác động tích cực tạm thời đối với thị trường chúng ta bây giờ. Nhưng mà mình nghĩ rằng dĩ nhiên rồi, tại vì là bây giờ chúng ta vẫn đang trong một cái thời kỳ gọi là suy thoái nặng nề sau cái sự kiện FTX. Nên là đối với cá nhân mình thì có thể trong tháng 12 chúng ta vẫn sẽ có những cái đợt hồi phục, nhưng mà nó vẫn sẽ không có to đâu anh em. Nó vẫn sẽ cứ nhỏ nhỏ như vậy thôi. Đó, ngay cả những tin tức vĩ mô lớn như vậy, trước đây nó đã ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng bây giờ nó dường như là nó không có ảnh hưởng quá nhiều đến với thị trường crypto nữa. Và mình cảm nhận là bây giờ có lẽ như là thị trường stock, thị trường chứng khoán Mỹ dường như là nó còn outperform hơn là thị trường crypto, tức là nó thu hút nhiều dòng tiền hơn và nó đang giành được sự quan tâm của nhà đầu tư nhiều hơn crypto. Và dường như crypto bây giờ là đang bị đóng băng rồi anh em, khi mà BTC đã tăng một cách nó không có được vượt trội như trước đây chúng ta từng chứng kiến anh em. Rồi và đặc biệt nữa là tháng 12 chúng ta có gì anh em? Tháng 12 chúng ta sẽ có một cái mùa Giáng sinh và chúng ta sẽ có những cái việc mà cash out của những cái quỹ lớn, của những cái nhà đầu tư ở bên phương Tây khi mà họ bắt đầu họ đón Giáng sinh và bắt đầu cho một năm mới. Thì cái việc cash out là cái việc mà mình cho rằng là nó sẽ xảy ra mà thôi. Và đối với những cái người, những cái nước phương Đông như chúng ta đây thì vào cuối năm thì chúng ta cũng phải cash out để mà chúng ta có thể đón một cái năm mới, chúng ta chuẩn bị cho những cái bước cuối cùng để mà chúng ta kết thúc một cái năm làm việc của mình. Thì cái điều đó thì dĩ nhiên là mình nghĩ rằng đó là một cái yếu tố ngoại cảnh nếu mà một phần có thể ảnh hưởng tới giá của BTC thôi. Nên có thể rằng là đâu đó tháng 12 chúng ta vẫn sẽ thấy được những cái nhịp hồi phục nhỏ và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đà giảm trên một cái quy mô lớn trước khi bước vào một cái chu kỳ mới sau đợt halving năm 2024 anh em.
Rồi, và đó là cái thông tin đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Và cái thông tin tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em là ngoài những cái tin tức vĩ mô mà chúng ta tạm được gọi là tích cực như vậy, thì trong tuần này chúng ta đã có một cái hậu quả khác mà FTX để lại, đó chính là về BlockFi. Ha anh em, thì BlockFi là một cái công ty lending rất là có tiếng trên crypto, nhưng mà đối với người Việt Nam chúng ta thì có lẽ là anh em sẽ rất ít dùng BlockFi, nhưng đối với những cái nước ở phương Tây thì họ dùng rất là nhiều anh em. Thì BlockFi thì trước đây á là đã có những cái vụ gọi là sao, gọi là đã khá là mật thiết và liên kết với FTX rồi. Thì dành cho anh em nào mà chúng ta chưa có nhớ đó, thì và cái việc mà cuộc khủng hoảng thanh khoản đã diễn ra giữa Celsius và đổ sập hàng loạt những cái công ty lending đó, thì BlockFi cũng là một trong những cái công ty mà đã bị dính vào cái vụ đó. Thì vào thời điểm đó thì BlockFi đã đang trên bờ vực phá sản rồi, nhưng mà cuối cùng đã được FTX và Alameda Research bơm tiền vào để cứu. Nhưng mà bây giờ khi cả FTX và Alameda Research đều đã gục ngã rồi, thì BlockFi cuối cùng cũng đã nộp đơn phá sản luôn. Thì đây là một cái câu chuyện mà mình cho rằng là nó tất yếu là nó sẽ xảy ra mà thôi. Nhưng mà cái hệ lụy chúng ta nhận lại được trong tương lai là gì? Tức là bây giờ thì chúng ta có BlockFi, nhưng mà tiếp theo đó nữa thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm là Genesis, chúng ta sẽ có thêm nhiều cái nền tảng khác mà bây giờ họ chưa có công bố những cái rắc rối mà họ đang gặp phải là gì. Và thị trường thì sẽ luôn mong đợi những cái điều đó, và nhà đầu tư bây giờ họ cũng sẽ đang sống trong một cái cuộc sống mà họ thấp thỏm, không biết là trong tương lai sẽ có một công ty nào theo tiếp nối FTX để mà đổ gục nữa, tiếp nối BlockFi để mà công bố phá sản nữa. Thì đó là cái rủi ro mà mình đã nhắc rất nhiều lần trong từng video của mình, là vào thời điểm này anh em có thể thấy BTC có thể tăng giá một tí, nhưng mà chúng ta cũng đừng kỳ vọng quá nhiều. Bởi lẽ là nếu có một đêm anh em đang nằm ngủ thì nhận được một cái tin một công ty đó nào lớn phá sản bởi vì FTX, bởi vì một cái hệ lụy dây chuyền domino như vậy, chúng ta vẫn không có thể tưởng tượng được rằng là cái hậu quả và cái giá của BTC nó sẽ biến động như thế nào đâu, mà biến động theo chiều hướng đi xuống chứ không phải là chiều hướng đi lên anh em. Nhưng mà dẫu sao thì đây cũng là một cái thời gian để mà chúng ta có thể thanh lọc lại thị trường, mà có thể tìm kiếm được những cái dự án chất lượng hơn như vậy. Và dành cho anh em được chưa biết thì ngay tại thời điểm này không phải chỉ riêng chúng ta đang nghĩ như vậy đâu, mà ngay cả sàn Binance họ cũng đang trong một cái giai đoạn như vậy. Đó là họ đã tung ra một cái quỹ cứu trợ của mình trị giá 1 tỷ USD. Thì cái quỹ cứu trợ này đó anh em, thì về cơ bản đó thì anh em thấy là cái quỹ cứu trợ này là nó một cách đơn giản là nó như là một cái quỹ tạo ra để cứu những cái dự án là tốt, những cái dự án xứng đáng mà họ đã bị ảnh hưởng quá là nhiều ở trong cái những cái đợt suy thoái gần đây, như về Luna, như về FTX, như về cuộc khủng hoảng thanh khoản giữa các nền tảng lending đó. Thì cái quỹ này á thì nó cũng đơn giản mà thôi, nó có trị giá là 1 tỷ USD. Thì Binance sẽ bỏ ra cái số tiền tương ứng như vậy đó, và những cái bên khác, những cái bên như là nhà tạo lập thị trường nè, như là quỹ đầu tư, như là về Chum Crypto, hay là Polygon, hay là Aptos Lab, Animoca Brand, là cũng là góp tiền vào để mà xây dựng cái quỹ này cho nó một cách nó phi tập trung và nó đoàn kết nhất, để có thể hỗ trợ những cái dự án mà đang bị thất thoát, đang bị tổn thất sau những cái sự kiện vừa rồi. Thì cái quỹ này đó, thì để anh em hiểu rõ hơn, thì cái quỹ này đó được có tên viết tắt là IRI ha. Thì cái quỹ này nó sẽ không phải là một cái quỹ đầu tư, và cái quỹ này nó chỉ là một cái quỹ cứu trợ mà thôi. Và những bên tham gia cái quỹ này đó là phải cam kết một cái nguồn tiền, một cái nguồn vốn đầu tư vào quỹ. Và sau đó đó, các thành viên ở trong cái quỹ này đó là họ sẽ đều độc lập đưa ra những cái đánh giá của riêng mình, và sau đó ngồi lại và cuối cùng đưa ra cái quyết định là có cứu giúp cái dự án đó hay không. Đó, và cái quỹ này đó thì sẽ được giải ngân trong vòng 6 tháng, tức là sẽ không có giải ngân liền, đùng một phát là cứu một cái dự án đó ha, đùng một phát là mình quăng ra một cái số tiền để mình cứu, nhưng mà sẽ được giải ngân từ từ trong vòng 6 tháng đó, và cân nhắc đầu tư cả vào nhiều hình thức khác nhau như là về token, về tiền mặt, trái phiếu và vân vân. Đó, thì đó là cái hành động mà mình cho rằng là đến bây giờ thì chúng ta mới thấy được rõ là cái sự hiện diện của Binance trong một cái công cuộc giải cứu những cái công ty đang gặp khó khăn trên thị trường. Nếu như trước đây chúng ta có sau sự sụp đổ của Luna, chúng ta có những cái dự án của Luna chuyển qua Polygon đó, và sau sự sụp đổ của những công ty lending, chúng ta có CEO của FTX là ông Sam Bankman-Fried, ông cũng đứng ra ông cứu. Nhưng mà cả hai sự kiện đó anh em phải để ý, chúng ta không bao giờ có một cái dáng dấp của Binance trong đó. Và đến bây giờ khi mà mọi chuyện nó đã đi đến mức này rồi, thì chúng ta lại có một cái sự cứu trợ của Binance. Vậy thì anh em có cùng một cái tư duy với mình rằng là tại sao hai sự kiện trước đó chúng ta không thấy cái sự xuất hiện của Binance, và đến bây giờ chúng ta mới có sự xuất hiện của Binance? Vậy là phải chăng mỗi khi Binance xuất hiện thì đó chính là đáy, được xem như là khoảng thời gian đáy của thị trường hay không? Thì cái điều đó là mình không xác nhận nha, nhưng mà tự nhiên mình ngồi mình chợt nghĩ ra là như vậy. Thì đây,
một cái điều quá rõ ràng rồi, tại sao hai sự kiện trước đó không tham gia mà đến bây giờ mới tham gia? Và khoảng thời gian tham gia của Binance bây giờ là một cái quỹ trị giá 1 tỷ đô. Và cùng thời điểm là BTC đã vô tình rớt xuống một cái vùng giá mà 15-16 nghìn, một cái vùng giá được cho là khá là hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn. Thì đó chỉ là một cái suy nghĩ cá nhân của mình thôi, chứ mình không có khẳng định là đây là đáy của thị trường anh em. Rồi, còn tụi anh em nghĩ sao thì hãy comment vào cái video bên dưới của mình nha. Rồi, tiếp theo nữa thì mình cũng có một cái tin, cũng một cái góc nhìn cũng khá là quan trọng cũng muốn gửi đến anh em, đó chính là một cái việc mà một trong những cái hệ sinh thái blockchain layer 1 đang nổi tiếng hiện nay mà anh em đặt rất nhiều sự quan tâm và cũng khá nhiều câu hỏi mà chúng ta xoay quanh cái hệ sinh thái này, đó chính là về Solana. Vậy thì bây giờ tương lai của Solana sẽ đi về đâu? Thì đầu tiên á, để mà trước khi mình lý giải theo cái quan điểm của mình thì mình cũng xin giải thích một tí là về hệ sinh thái của Solana. Thì anh em thấy trong năm 2021 là một cái năm cực kỳ huy hoàng của Sol, đúng không? Khi mà Sol đã tăng một cách rất là kinh khủng lên mức giá là trên 200 đô để mà khiến cho cả cái thế giới crypto này cảm thấy là đây là một cái dự án có thể thay thế Ethereum. Và một số người còn cho rằng là đây là một cái dự án có thể giết Ethereum nữa. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì dường như là Sol đã đánh mất tất cả rồi. Và bây giờ là sẽ có những cái bên họ cho rằng là Sol đã thực sự tan vỡ, và sẽ có những bên là cho rằng là Sol sẽ hồi sinh. Vậy thì chúng ta hãy vào cái câu chuyện này. Thì đầu tiên á, là cái sự sụp đổ của Sol á, thì mình cho rằng là chủ yếu là đến từ cái sự sụp đổ của FTX mà thôi. Tại vì cái mối liên kết giữa Solana và FTX là cực kỳ quan trọng, khi mà anh em thấy là Alameda Research dường như là một trong những nhà tạo lập thị trường đó chính của Sol và cũng hỗ trợ rất nhiều cho Sol. Và đặc biệt á, là trước đây anh em thấy là CEO Sam Bankman-Fried đó, là ông cũng đã hỗ trợ cho Sol rất là nhiều và thường xuyên mình cho rằng là siêu Sol luôn đó. Và thậm chí ông còn không có cho rằng là Bitcoin sẽ trở thành một cái hệ thống thanh toán toàn cầu được nữa, và những cái blockchain layer 1 khác dường như là không ai bằng Sol cả đó. Vậy thì sau khi mà FTX sụp á, thì dường như là tất cả những cái hoài nghi đều đổ dồn vào Sol. Tại vì á, bằng cái sự hỗ trợ lúc trước thì cả FTX và cả Alameda Research họ đã nắm rất nhiều token Sol đó. Và cái việc mà bây giờ họ nợ quá nhiều như vậy, một cái con số nợ có thể lên tới 10 tỷ, thì cái việc họ xả Sol ra đó là cái vấn đề sẽ gây lo ngại rất rất là nguy hiểm đối với các nhà đầu tư đang tin tưởng vào cái hệ sinh thái này ha anh em. Rồi, và khi mà Sol mất đi những cái nhà tạo lập thị trường như vậy thì dường như cũng giống như là những con rắn bị mất đầu mà thôi. Và sau đó nữa, không chỉ riêng về token Sol mà ngay cả những cái hệ sinh thái của Sol như nhiều token khác, như anh em có thể thấy ở đây, đặc biệt là Serum. Đó, đặc biệt là Serum nha. Thì sau cái sự mà sụp đổ của Sol thì chúng ta thấy là Serum cũng đã bị hack, rồi họ cũng đã tiến hành hack fork. Thì mọi người đều mong chờ rằng là Serum sẽ thay đổi hoàn toàn cái bộ mặt của mình để có thể mà gượng dậy được sau cái cú sốc đó. Nhưng mà cho đến ngày 29 tháng 11 đó thì Serum cũng đã ra thông báo là bây giờ họ không có gượng nổi nữa. Họ đã hoàn toàn sụp rồi và họ thừa nhận rằng mình không có hoạt động nữa. Và khuyên rằng là người dùng hãy nên chuyển sang những cái sản phẩm khác, hãy nên chuyển sang những cái sàn DEX khác. Và đặc biệt ở đây đó là Serum đó, thì họ nói rằng là họ kêu gọi cộng đồng là đang sử dụng cái sàn DEX của mình hãy chuyển sang ủng hộ OpenBook đi, một sàn DEX mới nào khác trên Sol. Thì đây là một cái điều mà mình cho rằng cũng khá là đau lòng đối với Serum, tại vì Serum được xem như là một cái nơi mà tổng hợp thanh khoản, một cái nơi mà tạo ra thanh khoản rất là nhiều đối với hệ sinh thái DeFi của Solana, mà bây giờ họ đã sập rồi, họ không còn hoạt động nữa. Thì chúng ta cũng đã thấy rằng là Sol đang có dấu hiệu là lụi tàn dần rồi, khi mà những cái dự án đình đám ở trên đó bắt đầu đổ sập theo một cái hiệu ứng domino. Thì đầu tiên là Serum, tiếp theo sau đó chúng ta cũng đã có MapMe và chúng ta cũng đã có Oxygen. Thì hai cái dự án này đó, họ cũng đã công bố thừa nhận rằng là chúng tôi hiện tại là đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà cú sập của FTX, tại vì là bên phía của FTX và bên phía của Alameda Research đó cũng nắm rất nhiều cái token của MapMe và Oxygen. Đó, thì cái việc mà hai dự án này cũng bắt đầu đi theo một cái đường ray như Serum thì mình cho rằng đó chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi anh em. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta cũng có một cái dự án khác, đó chính là về ví Phantom. Thì cái ví Phantom này đó là một cùng với cái ví Slop, đó là hai cái ví mà đã gây ra rất nhiều tin đồn khi mà hệ sinh thái của Sol hoàn toàn dừng hoạt động vào tầm khoảng mấy tháng trước anh em, khi mà đã có rất nhiều cái thông tin rò rỉ là hệ sinh thái của Sol là bị dừng hoạt động, khi mà có rất nhiều người dùng của những cái ví này họ bị tấn công, họ bị lấy mất tài sản từ những cái ví này. Thì ví Phantom là một trong số đó, một trong những cái ví được cho rằng rất là nổi tiếng, phổ biến nhất ở trên hệ sinh thái của Sol. Thì bây giờ họ cũng đã thông báo là bây giờ họ sẽ hỗ trợ cả Ethereum và Polygon. Mặc dù cái việc thông báo hỗ trợ này đó là họ chỉ nói là họ mở rộng ra thôi, nhưng mà khi mà mình xét trên cái bối cảnh hiện tại thì mình cảm thấy rằng là
Phantom dường như là cũng đã chừa đường lui cho mình rồi. Và nếu Solana có sập thì bây giờ họ cũng sẽ chuyển sang Ethereum và Polygon để tiếp tục phát triển, chứ họ không còn nằm trên Sol nữa. Thì và đó là cái thứ ba mà mình muốn nói, mình muốn chia sẻ cho anh em ha. Và nói có sách là mắt phải có chứng, khi mà ở đây mình sẽ chia sẻ bằng biểu đồ luôn. Khi mà anh em thấy là trong khoảng là một năm qua, hồi nãy mình có chia sẻ đó, là khoảng năm 2021 khi mà cái đỉnh TVL của Sol, tức là tổng giá trị bị khóa lại trên Sol đó, thì nó rơi vào tầm khoảng là 10 tỷ. Nhưng mà chúng ta bước qua năm 2022 thì chúng ta cũng đã thấy là chúng ta đã có một cái sự lao dốc ở TVL của Sol. Thì ở đây thì chúng ta sẽ không trách móc Sol được, tại vì là ở đây là tất cả đều lao dốc chung. Nhưng mà đối với riêng tháng 11, vào thời điểm FTX đã nộp đơn phá sản tại tòa án của Delaware theo chương 11 đó, vào ngày 11 tháng 11 thì Sol đã bắt đầu lao dốc hẳn luôn. Và dường như là từ 1 tỷ đô, từ 1 tỷ đô TVL, chúng ta đã bị xóa sạch khoảng là 700 triệu. Và đến thời điểm hiện tại, ngay tại thời điểm mình làm video này, thì tổng TVL của Sol thì chỉ còn khoảng là 301 triệu thôi. Một cái con số mà mình không thể tưởng tượng nổi đối với một cái hệ sinh thái mà đã từng mưa làm gió trên thị trường như vậy. Và nếu chúng ta nhìn vào những cái giao thức đang tồn tại trên Sol, thì bây giờ chúng ta cũng không thấy là Serum luôn, hoàn toàn biến mất luôn. Và chúng ta chỉ thấy những cái dự án mà dường như là đã những cái dự án mà mình cho rằng là rất ít người biết, và ngay cả mình khi mà mình đọc vào những cái dự án là mình cũng không biết nữa, ngoài trừ những cái dự án như là về Radium chúng ta cũng đã nghe thấy rồi nè, Oka cũng đã nghe thấy rồi nè, Saber một cái dự án mà vướng rất nhiều tiếng tăm ở trên Sol khi mà đã liên quan tới một cái người mà một người nhưng mà giả danh, giả dạng thành 12 người để tạo ra nhiều cái dự án khác nhau để mà scam anh em, tức là lừa người dùng để mà kéo TVL vào cho Sol để mà quảng bá Sol là hệ sinh thái của Sol là có những cái sản phẩm như thế này thế kia, để mà kéo TVL về hệ sinh thái của mình để mà đánh lừa người dùng. Thì cái dự án Saber này là một trong số đó ha. Rồi chúng ta cũng có những cái Solen, nhưng mà càng kéo về cuối thì chúng ta càng thấy sự thảm hại của hệ sinh thái Sol bây giờ là nó đang rất là cao điểm rồi. Nên vì vậy lời khuyên của mình dành cho những anh em nào mà đang tin tưởng là Sol sẽ vực trở lại, hay là những anh em nào mà đang nắm giữ Sol, thì ở đây mình không có first Sol gì cả, nhưng mà cái mình đang thừa nhận với anh em là mình đang nhìn vào những cái chỉ số thực tế và những cái vấn đề mà Sol đang gặp phải đó. Và nếu mà Sol sập luôn, hoặc là nếu mà chúng ta có một cái gì đó tiêu cực về Sol, thì mình cho rằng là thị trường cũng sẽ một phần nào đó bị rung chuyển đó anh em đó. Tại vì là những cái gì mà Sol nó đem lại cho thị trường trong vòng một năm qua thì nó cũng đã khá là có giá trị rồi đó. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã thấy là một cái bài học kinh nghiệm mà chúng ta rút ra được, và ngay cả chính bản thân mình nữa, thì không, ở trong cái thị trường này chúng ta nên đa dạng hóa việc đầu tư. Chúng ta không nên đầu tư tập trung vào một cái mảng, vào một cái hệ sinh thái nào đó một cách nó quá nhiều trong cái phần bộ đầu tư của mình. Và cái điều thứ hai mà mình cũng muốn gửi đến cho anh em trước khi kết thúc cái video này, tức là chúng ta hãy nên đặt cái lòng tin vào thị trường, đừng quá 100%, tại vì là không có gì là quá là to lớn để mà thất bại cả. Ngay cả FTX họ cũng đã thất bại một cái điều mà chúng ta cho rằng là không tưởng. Và ngay cả một hệ sinh thái Sol, một cái hệ sinh thái từng đạt tới 10 tỷ đô vào một cái token, từng đạt tới hơn 200 đô khi mà tăng trưởng từ mức gọi là từ 2-3 đô chỉ trong vòng khoảng một năm thôi, mà bây giờ nó đang đứng trên cái bờ vực thất bại như vậy. Thì đó, một cái điều mà không ai có thể nghĩ trước được rằng là tất cả sẽ đều đi vào một cái ngõ cụt như vậy, và thị trường luôn là thế. Nên vì vậy đó cũng chính là cái bài học từ bản thân mình khi mà mình cũng đã gặp một số thất bại khi mà sự kiện của FTX bị đổ vỡ. Nên là đó cũng là một cái kinh nghiệm bản thân mà mình cũng muốn chia sẻ cho anh em, để cho anh em có thể tỉnh táo hơn, và để cho anh em có thể có những cái nhận định, có những cái cách xử lý nó đúng đắn hơn nếu mà chúng ta tiếp tục đồng hành cùng thị trường trong thời gian tới. Rồi, và video đến đây của mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn em đã theo dõi mình nha. Bye bye.